Thanh niên bốn chân trốn đi chơi rồi về báo nhà, nhưng không dám ho he nửa lời, chỉ núp sau chậu cây tỏ vẻ hối lỗi, khiến gia chủ lực bất tòng tâm. Cái tuổi này là cái tuổi mới lớn nè, cái tuổi ngang đầu cứng cổ đi chơi nè, trốn cha trốn mẹ đi chơi nè. Có một đứa đi chơi mới về nè, không dám vô nhà, sợ mẹ la núp nè, trốn ngoài sau cái chậu cây mai nè. Có đứa núp kỹ dữ lắm nè, nó núp kỹ dữ lắm rồi. Nàng châu nước chứ không phải mày, núp kỹ quá ha mày ha. Ha, núp kỹ dễ sợ ha. Ủa, đi chơi mà không dám vô nhà hả? Sợ hả? Núp hả? Coi có bộ mình nè, còn gì bộ mình không? Trời mưa giông bão, mẹ cho đi toilet chút xíu mà gì nè. Trời ơi, núp mà ngủ gục luôn. Hết sức ha, tội nghiệp dễ sợ luôn rồi. Đứt ruột, đứt gan chưa? Đi chơi mà không dám vô nhà. Núp, trốn, trốn dễ sợ luôn ha, trốn kỹ dễ sợ luôn. Or brown can remember, Lord, I tried my best since 3rd of December. Ice green or gray can remember, but I bet you know the color of hell.